Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp bản tánh đều không, trong bản tánh không đều không sai khác, thì các đại Bồ Tát trụ vào chỗ nào để hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phát thệ nguyện như vậy? Ta phải chứng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rộng lớn, vận chuyển pháp luân vi diệu độ thoát các hữu tình. Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rộng lớn sâu xa, hành tướng không hai, chẳng phải hành tướng nhưng có thể chứng được. Như vậy, các đại Bồ Tát làm sao có thể đạt được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Cúi xin Như Lai thương xót dạy cho. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rộng lớn sâu xa, hành tướng không hai, chẳng phải hành tướng nhưng có thể chứng được. Vì sao? Vì Bồ Đề không hai, cũng không phân biệt. Nếu người nào ở nơi Bồ Đề này hành hai tướng có phân biệt, thì chắc chắn không thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rộng lớn. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát chẳng ở nơi Bồ Đề hành tướng không hai, cũng chẳng phân biệt, nên không chỗ trụ, đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Các đại Bồ Tát đối trong các pháp chẳng hành hai tướng, cũng chẳng phân biệt, không nên chỗ hành, tức đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rộng lớn. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng phải hành hai tướng mà có thể chứng được. Bồ Đề của các đại Bồ Tát hoàn toàn không hành xứ, nghĩa là không hành sắc thọ tưởng hành thức, không hành nhãn xứ cho đến ý xứ, không hành sắc xứ cho đến pháp xứ, không hành nhãn giới cho đến ý giới, không hành sắc giới cho đến pháp giới, không hành nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không hành nhãn xúc cho đến ý xúc. Không hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không hành địa giới cho đến thức giới, không hành nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không hành các pháp theo duyên sanh ra, không hành vô minh cho đến lão tử, không hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không hành thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không hành môn